Xin chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã cùng với chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Trong video ngày hôm nay, em đang giới thiệu tới mọi người một sản phẩm, đó chính là lốc điều hòa của xe Dongfeng 8 tấn và 15 tấn. Đây là Dongfeng Hải Âu anh em nhé. Với cái dòng lốc này thì sử dụng là 4 chân bắt. Buli là lai dây bản A, 2 rãnh. Bích của lốc thì sẽ bắt ở phía đuôi. Đó. Và dòng điện của nó thì là 24V. Hít của lốc này. Đây, bốn chân nhá anh em nhá, bốn chân bắt vào lốc máy này. Đó. Đây, đây là cái bích của nó này. Đây là buôn điện này, à, mặt hít này. À, lốc được lắp ghép với nhau bởi một thân, hai thân, ba thân, bốn thân, phần đầu này và hai phần thân và một phần đuôi đó, được lắp ghép với nhau bởi con ốc xuyên qua thân dài nhé anh em nhé. Anh em mà quan tâm cần tìm hiểu tư vấn về sản phẩm hay liên hệ với em theo số 0769086333, hỗ trợ kiểm tra lắp đặt thay thế tại gara ô tô BMT số 1 ngõ 319 Tam Trinh, số liên hệ là 0856727222. Em xin cảm ơn, hẹn gặp lại mọi người trong video kế tiếp. Em xin chào.